Rồi chúng ta sẽ vào 10 phút lướt bụng nha các bạn. Rồi bài đầu tiên em sẽ cầm bình nước lướt lên, lướt gối lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Ừ đúng rồi. Hít thở đều nha. Lên thở ra, xuống hít vào. Rất tốt, cứ đều đặn như thế nha em. Tốt. Lên thở ra, xuống hít vào. Đúng rồi. Đó, cứ 30 giây chúng ta sẽ đổi nha. Rồi bây giờ ngồi, chuẩn bị. Ngồi, xoay, trái, phải. Vô, nha. Xoay. Ôm ở giữa cái bình. Ôm giữa, không không, ôm dọc nó lại, ôm dọc nó lại. Rồi xoay. Ừ, trái, phải, đúng rồi, rất tốt. Đúng rồi, lưng hơi ngã ra sau một chút. Ừ, tốt, đó, cứ tiếp tục như thế. Tốt, đúng rồi đó em. Rồi, chuẩn bị. Đẩy, chạm chân luân phiên. Tốt. 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 Tiếp tục. Tiếp tục. Đúng rồi. Đúng. 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 Tốt. 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 Chân không chạm đất. Hít thở đều, chân không chạm đất. Rất tốt. Cầm bình nước ra vào. Đúng rồi. Cứ hít thở đều như thế nha. Tốt. 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 Rồi, lên xuống, để bình nước đứng trước mặt với tay chạm nó, hướng nào cũng được. Nào, và chạm. Đúng rồi, tốt. Đó, lên chạm bình nước như thế. Đúng, đúng, tốt. Tốt, cứ đều đặn như vậy nha. Đúng rồi em. Rồi bây giờ chạm một tay giơ một chân lên vào một chân. Chân kia là một chân đối diện giơ lên. Nâng chân đối diện nâng lên. Đúng rồi, chính xác. Tốt. Đưa bình nước về phía trước một chút. Đưa bình nước ra xa một chút. Rồi, tới chạm. Chạm. Đúng rồi đó, thật bụng gì đó, chính xác. Tốt. Tốt, cứ thế. Cố gắng lên em. Rồi, nằm ngửa. Cầm bình nước, đá chân luân phiên vào nha. Chầm người lên xíu, chầm người lên xíu, chầm hồi gì mỏi vô, vô lắm luôn á, tập về cũng gì rất là vô. Tốt. Cứ thế, tiếp tục. Đúng rồi, đó. Rồi, đá chân luân phiên. Chạm. Vào. Đẩy tay cao lên xíu. Ừ. Đúng rồi đó. Đó, đó, em cho chạm đầu gối vô vậy đó. Kháng lên. Kháng lên. Hít thở đều. Kháng lên em. Rồi, cầm bình nước, co một chân, chạm biên độ ngắn thôi. Ừ, đó, xuống chân xíu, sâu hơn xíu, sâu hơn chân, sâu hơn xíu. Ok, tốt. Rồi, đúng rồi, chính xác. Đó, đúng rồi, tốt. 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 Cứ hít thở đều như vậy nha, nhét cái phần cơ bụng của em vô. Đổi bên. Đúng rồi, chạm. Ráng lên. Đó, chạm sao như vậy. Thử chạm mũi chân luôn nè. Với chạm mũi chân luôn. Với lấy bình nước chạm mũi chân luôn. Tốt. Lấy bình nước chạm mũi chân luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, lấy bình nước chạm mũi chân luôn. Rồi,
chuẩn bị gác một chân lên, cầm mình nữa, chạm cánh tay qua, đánh qua, rồi đánh qua, cánh tay chạm vô ống quyển, ừ đó, đánh hết cánh tay ra sau, đánh hết cánh tay ra sau, đúng rồi, chạm lên, tốt, đánh hết cánh tay ra sau đó, nó mới ép cái bụng vô rất là đẹp đó, chạm như vậy, tốt tốt tốt, đúng rồi em, tiếp tục đổi bên, chính xác chính xác, rất tốt, cứ tiếp tục như thế nha em. Chuẩn luôn, rồi cầm ngang bình nước lại, đẩy xéo từng bên, đúng rồi, chính xác, tốt tốt, hít thở đều như vậy đó, đúng rồi em, rồi tập trung, cứ kiểm soát đó, vô cơ bụng rất là nhiều luôn. Rồi, dựng bình nước ở giữa chân, gập lên, chạm nó vào, đúng, chính xác, tốt, đánh mạnh tay lên, cực kỳ vô bụng luôn, giỏi, giỏi, đúng rồi đó, tập tốt lắm rồi đó em, rất tốt, 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 tốt. Rồi cầm bình nước, đẩy cao, thẳng hướng tay, lên xuống, kéo bình nước sát mặt, đẩy lên, kéo bình nước sát mặt, đẩy lên, đúng rồi, chính xác, chính xác, tiếp tục như vậy. Rồi cầm bình nước nè, kéo gối, kéo gối, kéo gối, đưa gối vào giữa chân, đúng rồi, kéo bình nước sát ngang mặt, ngang mặt, ngang góc mặt, ngang góc mặt, ừ, rồi kéo gối đầu gối vô, cuộn đầu gối vô, cuộn đầu gối vô, đúng rồi, cuộn đầu gối vô em, cuộn vô nè, kéo vô nè, nè kéo nè, kéo nè, kéo nè, ừ, đập thẳng ra, ờ ừ, tốt, ừ, được, gần được rồi đó. Rồi, đổi một chân, chạm sau vô luôn, chạm sau vô luôn, ờ đó, nâng hông mông hơi cuộn gót lên chút, đúng rồi đó, chính xác, tốt, cứ thế, tiếp tục, đó, cuộn vô bụng vậy, bụng nét luôn, nét bụng luôn, rất là vô, tốt, tốt, rất vô cơ bụng luôn, rất tốt, chuẩn bị đổi bên. Chân kia đó, đá, gập bụng vô như vậy, rất tốt, tiếp tục đi em, chính xác luôn, giỏi, nét cơ bụng, cắt nét cơ bụng, cắt rất nét cơ bụng luôn kìa. Rồi, để bình nước đứng ở chỗ này, bưng nó qua bên phải, rồi sau đó bưng qua lại, 2, 3, vô. Đứng, cho nó đứng luôn, bưng qua đặt cho nó đứng luôn. Rồi, ngã lưng ra sau nhiều hơn. Đúng, đúng, chính xác. Chính xác, rất tốt. Tiếp tục, tiếp tục. Đó, rất tốt. Đó, cứ đều đặn như vậy. Đó, làm cho cơ bụng nét. Chính xác. Giữ, giữ, giữ tay lên, gán đi, gồng vô, giữ, 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 ừ đúng rồi, rồi tốt, tốt, cứ thế, tiếp tục em, tiếp tục, 5,
4 3 2 1 ngưng. Rất tốt.